vị, thông thường khi ly hôn đơn phương, đối phương thường dùng mọi lý do để vắng mặt tại phiên tòa hòa giải nhằm gây khó khăn cho quá trình ly hôn. Trong trường hợp một bên vắng mặt thì liệu tòa án có giải quyết hay không? Ngày hôm nay, công ty luật ACC sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản nhất về thủ tục ly hôn vắng mặt cập nhật mới nhất năm 2022, bao gồm các nội dung chính sau đây. 1. Ly hôn vắng mặt là gì? 2. Ly hôn có được ủy quyền cho người khác thực hiện thay hay không? 3. Vắng mặt trong trường hợp thuận tình ly hôn. 4. Vắng mặt trong trường hợp đơn phương ly hôn. Và thứ 5. Thủ tục ly hôn vắng mặt. Theo quy định khoản 14 điều 3 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Hiện có hai hình thức ly hôn là ly hôn thuận tình và ly hôn đơn phương. Trong khi thuận tình ly hôn là việc hai vợ chồng thống nhất đi đến ly hôn, đã thỏa thuận được các vấn đề về nuôi con, cấp dưỡng, tài sản chung vợ chồng, thì đơn phương lại là việc của một bên yêu cầu tòa án giải quyết việc ly hôn. Do đó, việc ly hôn đơn phương sẽ gặp phải sự bất hợp tác của người còn lại, thông thường sẽ dùng rất nhiều lý do để gây khó khăn trong quá trình giải quyết ly hôn. Không tham gia phiên tòa hòa giải và phiên tòa để giải quyết việc ly hôn, hoặc bỏ đi khỏi nơi cư trú, hoặc cũng có thể là mất tích không thể liên lạc được và vì ốm đau bệnh tật nên không thể tham gia giải quyết ly hôn. Bởi quyền ly hôn là quyền nhân thân của mỗi người nên không thể chuyển giao cho người khác được. Do đó, nếu muốn giải quyết ly hôn, vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng phải trực tiếp tham gia mà không được ủy quyền cho người khác làm thay mình. Đây cũng là quy định nêu tại khoản 4 điều 85 Bộ luật tố tụng nhân sự năm 2015. Đối với việc ly hôn thì đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha mẹ người thân thích khác yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn thì họ là người đại diện. Căn cứ quy định trên thì vợ chồng không thể ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng. Tuy nhiên, nếu nộp đơn ly hôn, nộp án phí thì vẫn có thể ủy quyền được. Theo điều 397 của Bộ luật tố tụng nhân sự năm 2015, thì trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu ly hôn, tòa án sẽ tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ. Nếu vợ chồng hòa giải thành thì đình chỉ giải quyết yêu cầu ly hôn. Nếu không hòa giải thành thì tòa án sẽ công nhận thuận tình ly hôn khi có các điều kiện sau đây. Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn. Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản chung, chăm sóc, nuôi dưỡng con. Sự thỏa thuận bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ con. Do đó, nếu muốn hòa giải thì phải có sự có mặt của hai bên. Bởi vậy, nếu thuận tình ly hôn thì bắt buộc phải có sự có mặt của cả hai người. Mặc dù không thể ủy quyền tham gia tố tụng, nhưng nếu có đơn xin vắng mặt thì liệu tòa án có giải quyết hay không? Thì câu trả lời là theo điều 228 của luật tố tụng nhân sự năm 2015, thì nếu đương sự vắng mặt, tòa án sẽ vẫn tiến hành giải quyết ly hôn đơn phương khi người yêu cầu ly hôn, vợ hoặc chồng của người đó có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt. Vợ chồng vắng mặt nhưng có người đại diện tham gia phiên tòa, hoặc nếu vợ chồng vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Đồng thời, nếu sau hai lần triệu tập mà nguyên đơn vẫn không có mặt tại tòa thì sẽ bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với yêu cầu xin ly hôn đơn phương. Nếu bị đơn vắng mặt khi tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất thì phiên tòa sẽ bị hoãn, nhưng nếu đến lần thứ hai mà vẫn không có mặt thì tòa án sẽ vẫn xét xử vắng mặt. Khi ly hôn vắng mặt thì đương sự cũng phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ như khi xét xử có mặt cả hai người. Bởi nếu thuận tình ly hôn thì phiên tòa sẽ bị đình chỉ, nên dưới đây là thủ tục ly hôn đơn phương khi vắng mặt đương sự. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ sẽ bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, bản chính, chứng minh nhân dân của vợ và chồng, bản sao có chứng thực, giấy khai sinh của các con, nếu có con chung, bản sao có chứng thực, sổ hộ khẩu gia đình, bản sao có chứng thực, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chung, nếu có tài sản chung hoặc bản sao có chứng thực. Bước thứ 2, nộp hồ sơ. Tòa án nơi có thẩm quyền giải quyết sẽ là nơi bị đơn cư trú làm việc, căn cứ theo điều 39 của Bộ luật tố tụng nhân sự năm 2015. Do đó, người yêu cầu có thể nộp đơn ly hôn qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại tòa án nơi bị đơn cư trú. Bước thứ 3, tòa án xem xét và giải quyết. Sau khi nhận được yêu cầu ly hôn thì tòa án sẽ xem xét đơn và thụ lý vụ án nếu hồ sơ hợp lệ. Ngược lại, tòa án sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do vì sao từ chối. Sau khi quyết định thụ lý vụ án thì tòa án sẽ tiến hành hòa giải. Nếu bị đơn cố tình vắng mặt thì tòa án sẽ triệu tập hợp lệ thì sẽ bị coi là không hòa giải thành theo quy định tại điều 207 của luật tố tụng nhân sự năm 2015. Khi đó, tòa án sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục chung. Bước thứ 4, ra bản án ly hôn. Nếu xét thấy đủ điều kiện để giải quyết ly hôn thì tòa án sẽ ra bản án chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng.
Trên đây là một vài thông tin mà công ty luật ACC cung cấp đến cho các bạn về thủ tục ly hôn vắng mặt cập nhật mới nhất năm 2022. Do đó, nếu bạn vẫn còn những thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất. Truy cập website accgroup.vn và nhấn đăng ký kênh YouTube công ty luật ACC để cập nhật được những thông tin mới nhất về pháp luật.